Công an huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào buôn làng dân tộc thiểu số. Trong 3 ngày, Công an huyện Chư Quynh và Công an xã đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền cho hơn 200 người ở 6 xã, gồm Ea Bờ Hốc, Đờ Rai Bờ Hằng, Ea Cờ Tu, Ea Ninh, Cư Vi và Ea Tiêu. Tại các buổi tuyên truyền, lãnh đạo Công an huyện Chư Quynh đã phổ biến những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những chủ trương chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, tự do tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời cảnh báo về những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch phản động phun rô trong và ngoài nước, để đồng bào nâng cao cảnh giác, không mắc mưu của chúng. Qua các nội dung tuyên truyền đã giúp đồng bào ở huyện Chư Quynh nắm bắt được những nội dung cơ bản của pháp luật nhà nước, từ đó nâng cao ý thức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật, xây dựng mối đoàn kết giữa nhân dân và lực lượng công an, góp sức cùng chính quyền các cấp xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đời sống, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.